bạn, năm hết Tết đến và thông thường thì cuối năm mọi người sẽ làm những cái vấn đề liên quan đến tâm linh rất nhiều, đặc biệt là việc bốc mộ, cải táng. Trong Nam thì chúng ta ít có những cái thủ tục như thế này, đặc biệt từ miền Trung vào thì đa phần là chúng ta hung táng, có nghĩa là chôn một lần. Tuy nhiên thì phong tục ở miền Bắc cũng như một số nước gần với miền Bắc của chúng ta, chẳng hạn như ngay tại Đài Loan hay một số nước khác, thì người ta vẫn có còn cái phong tục cải táng. Tuy nhiên là trong cái quá trình cải táng, mặc dù là khá phổ biến nhưng mà cũng có rất nhiều người chưa hiểu hết, thậm chí là không hiểu hay là làm sai. Làm sai, ở đây tôi nói hẳn từ làm sai vì tại sao tôi nói cái từ làm sai, vì khi người ta chuyển mộ từ chuyển cốt tiểu từ vị trí này A sang vị trí B thì người ta chỉ chuyển được xương cốt thôi, chứ người ta không chuyển được cái vong linh sang, nên đấy là cái sai lớn nhất thì tôi lại sẽ nói sau. Tuy nhiên còn những cái tiểu tiết khác cũng ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà trong quá trình làm tôi thấy là nhiều người cũng không để ý lắm, hoặc là khi tìm nhờ thầy thì tìm phải những thầy có thể là người ta chỉ chuyên về tâm linh hoặc là không đi vào chi tiết tiểu tiết, nên là cũng bỏ sót rất nhiều những cái chi tiết quan trọng. Đầu tiên phải nói đến kích thước mộ. Trông thì đơn giản, nhưng thực ra nếu các bạn lấy cái thước thầy chuẩn ra đo, tôi không gọi là thước lỗ ban nhé, tôi không bao giờ tôi gọi là thước lỗ ban, vì cái thước mà mọi người đang đo không phải của ông lỗ ban và là đời sau của lỗ ban. Còn đi chi tiết thì các bạn xem những cái clip khác. Tôi chỉ nói là chúng ta dùng cái thước thầy 46 tiêu chuẩn để chúng ta đo, thì sẽ thấy là rất nhiều ngôi mộ làm sai về kích thước, hoặc thậm chí nhá, tôi nói thậm chí là đúng kích thước nhưng mà do không bàn kỹ với thợ, nên là thành ra là khi người ta ốp thêm cái đá ở bên ngoài và nên là kích thước nó vẫn sai lệch, mặc dù là chúng ta đưa ra cái thông số mong muốn thợ làm, nhưng mà vì không dặn kỹ, không tính kỹ, nên đến lúc người ta ốp thêm cái lớp đá vào thì là nó bị dày ra. Nên là với những cái thợ, nơi thợ có kinh nghiệm là người ta sẽ lùi lùi vào mỗi bên 2-3 phân để người ta ốp đá. Nhưng mà có những thợ người ta không có kinh nghiệm, người ta làm sát quá nên là kích thước sau khi hoàn thành nó sẽ không chính xác. Nên là khi làm chúng ta phải nói khá chi tiết từng vấn đề một. Hay là ví dụ về tiểu quách, từ nãy tôi nói về kích thước mộ rồi thì bây giờ tôi nói đến cái tiểu quách. Thì phần lớn của chúng ta thì có một tâm lý là nó càng đẹp, càng hoành tráng thì càng tốt. Nhưng ngược lại thì những cái gì đẹp quá, hoành tráng quá, nó lại ảnh hưởng đến khí của người âm. Đặc biệt như là tiểu quách, các bạn chọn hình rồng đẹp bao nhiêu, hoành tráng hung dữ bao nhiêu thì vong linh nhà bạn càng khó vào bấy nhiêu. Đấy là một cái sự thật mà có thể dùng máy đo được. Có lẽ phải một vài clip nữa thì có một cái khách hàng tôi đi làm thì tôi sẽ quay thực tế cho các bạn thấy là khi chúng ta dùng tiểu quách có hình rồng thì vong linh sẽ không vào được như thế nào. Chúng ta phải nhìn máy đo thực tế thì chúng ta mới thấy hóa ra là cứ hoành tráng lại không được, ngay cả bàn thờ cũng thế thôi. Bàn thờ, bạn dùng những cái bàn thờ kiểu đời Minh ấy, nó đơn giản, chân phương bao nhiêu thì vong linh dễ về bấy nhiêu. Còn làm hoa hòe, hoa sói, rồng phượng càng phức tạp bao nhiêu, càng hung dữ bao nhiêu thì gia tiên chúng ta lại khó về bấy nhiêu. Đấy là một cái sự thật khá đau buồn hiện nay. Nên là tôi quay lại cái chủ đề tiếp là cái tiểu quách vẽ rồng rất hoành tráng nhưng mà gia tiên không về được. Nên là đấy là hai thứ mà chúng ta phải cân nhắc rất kỹ khi làm vấn đề cải táng.
Thấy vấn đề thứ ba nữa là về thời gian cải táng, có nghĩa là chúng ta bắt đầu cải táng từ khu vực này và sau đấy hạ huyệt trập mộ sang khu vực khác là một điều rất quan trọng, vì hiện nay là các thầy đang tính sai rất nhiều, hiểu sai rất nhiều. Nếu các bạn đi hỏi thì phần lớn 99% các thầy dân gian đang tính giờ trùng ta. Cái chúng ta quan tâm đến là chúng ta khi đưa hạ huyệt sang bên này, chúng ta cần cái ngày giờ nhập mộ đúng không? Chúng ta cần ngày giờ nhập mộ, nhưng các bạn đi hỏi các thầy dân gian, người ta sẽ tính cho các bạn ngày giờ trùng ta. Đó là lý do tại sao rất nhiều người bị tính nhầm và sau khi làm xong thì trục trặc. Đấy chính là do xem ngày ở. Một là xem ngày ở, hai là bản thân bạn đi xem hay là người thầy xem, người ta chưa hiểu rõ bản chất vấn đề. Tôi nói là tức là chúng ta cần xem cái ngày giờ nhập mộ thì người ta xem ngày giờ chúng ta, tức là chúng ta cần tốt thì người ta xem thành xấu. Hãy nói thế cho chúng ta dễ hình dung. Đấy là vấn đề thứ ba về thời gian, nên là rất phải lưu ý và tính toán cho cẩn thận. Cái vấn đề thứ tư là trong cái quá trình bốc ấy, chúng ta không nên tham gia nhiều, vì bạn là cái người bạn không hiểu thì nên thuê khoán cho cái đội thợ nào người ta có kinh nghiệm. Tất nhiên là khi thuê khoán cho đội thợ bốc có kinh nghiệm thì chúng ta vẫn phải hỏi chi tiết là gia đình có phải chuẩn bị gì không, có phải làm thêm gì không, hay là người ta bảo không cần cái gì hết. Nhưng mà với những người bảo không cần cái gì hết thì các bạn cẩn thận là đến lúc phát sinh các bạn không tư vấn kỹ, không hỏi thầy phong thủy, không tư vấn kỹ, đến lúc phát sinh các bạn không thể chuẩn bị kịp, không trở tay kịp. Chẳng hạn là khi bốc xương thì phải hỏi rõ là cái nước để chúng ta rửa xương là ai chuẩn bị. Khi chúng ta khoán hết cho đội thợ thì họ chuẩn bị, nhưng mà họ chuẩn bị cho ta nước thường hay là có nước ngũ vị hương hay không, ví dụ. Đấy là những cái tiểu tiết các bạn phải hỏi rất kỹ, tại vì tôi đã gặp, có đi làm tôi gặp trường hợp là khoán hết cho đội thợ nhưng mà đến lúc hạ huyệt xuống bên này thì bản thân đội thợ còn quên mất cái bộ dây thừng, cái tiểu quách đặt xuống, nó cái khu người ta xây sẵn nó chật quá rồi không thể nào đặt xuống, trong khi là bản thân đội thợ là người ta quên cái cơ bản nhất là cái đôi dây thừng để nhấc quách đặt xuống. Đấy, một cái tiểu tiết, một cái chi tiết rất nhỏ, nên là kể cả chúng ta có khoán trắng cho thợ thì các bạn phải liệt kê ra những cái đầu việc. Còn nếu các bạn vẫn không biết cái đầu việc thì liên hệ tôi sẽ gửi file cho. Chúng ta có cái đầu việc, chúng ta chốt với đội ngũ bốc mộ ABCD bao nhiêu việc đấy, 20 việc, 30 việc, tôi liệt kê ra và trước cái ngày bốc mộ phải chốt lại với họ là chuẩn bị đầy đủ cho tôi chưa, nếu mà đã khoán hết đấy. Còn với những cái trường hợp ví dụ trong 30 mục các bạn liệt kê ra, người ta thợ chỉ bảo là tôi chỉ làm 20 mục thôi thì người nhà phải chuẩn bị 10 mục còn lại, ví dụ như thế. Ví dụ người ta không muốn đun nước hoặc là mình muốn tự đun nước cho nó cẩn thận hơn thì chúng ta phải chuẩn bị, hoặc là chúng ta muốn mua cái giấy trang kim để chúng ta bọc lót tiểu cho nó đẹp hơn, xịn sò hơn chẳng hạn, thì chúng ta phải chuẩn bị. Đấy là đến cái vấn đề thứ tư về đội ngũ thợ rồi đúng không? Một cái vấn đề nữa là khi bốc phá nấm và thông thường là buổi chiều hoặc tối chúng ta phá nấm, và khi đào đến cái ván thiên ấy, có một chi tiết là rất nhiều người cũng bỏ qua. Đấy là thông thường thợ thì người ta cũng chỉ cậy cái ván thiên để cho hở lên, cho khí độc, khí âm nó lên bớt thôi, chứ người ta không quan tâm đến những cái chi tiết khác. Nên là nếu bạn là người kỹ tính, là người cẩn thận thì chúng ta nên đun nước bồ kết chúng ta đổ lên trên. Việc đun nước bồ kết đổ lên trên thì nó có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là nó đỡ làm ô nhiễm môi trường khi chúng ta cậy quan tài gỗ này, cậy ván thiên, hoặc là những cái độc tố nó ngấm ra đất thì nó tiêu tán bớt này, hay âm khí nó hết bớt này, khi người nhà lại gần nó cũng đỡ này. Nói chung hoặc là nó giúp cho nếu có thịt thì nó cũng tách ra được này. Tức rất nhiều tác dụng của cái nước bồ kết.
Tôi đã nói 4 việc quan trọng rồi, không biết là các bạn có nhớ được hay không, vì thông thường mỗi clip thì chỉ nên truyền tải một vài cái thông điệp, vì khi nói nhiều quá khi các bạn thấy nó lại cũng rối. Nên là trong cái clip này tôi nói thêm hai cái việc nữa cũng khá quan trọng mà nhiều người không để ý hoặc không quan tâm. Đấy là với những người mà khi người nhà đấy, chúng ta ra mộ vào ban đêm thì một là gió lạnh nó đã ảnh hưởng rồi, các bạn phải lưu ý đến sức khỏe, giữ ấm này. Hai là nếu có điều kiện các bạn nên đeo cái vòng tay Thạch Anh Linh để trừ tà, trừ âm khí. Vì ngoài cái việc nhiễm lạnh thì khi chúng ta ra mộ nghĩa trang thì rất dễ bị những cái trường âm đeo bám hoặc là nó tác động vào người, thì đeo cái vòng Thạch Anh Linh nó sẽ có tác dụng đẩy ra ngoài, nên là chúng ta cũng không việc gì phải sợ. Nhiều người ví dụ bốc xương cho bố mẹ mình mà còn sợ không dám đứng lại gần thì đấy là điều không hay. Chúng ta sợ cái gì thì chúng ta phải tìm cách chúng ta giải quyết vấn đề đấy, giải quyết cái nỗi sợ. Chúng ta sợ âm khí, chúng ta đeo vòng là hết. Chúng ta sợ vong nhập, chúng ta đeo vòng nó vẫn hết. Vậy chúng ta sợ cái gì nữa? Quan trọng gì? Tức là cái ngày giờ tốt chúng ta chọn nhập mộ đúng rồi thì chúng ta không phải sợ chúng ta, đúng không? Chúng ta sợ cái gì và không hiểu cái gì thì phải tìm thầy nào hiểu và giải đáp được và hóa giải những cái nỗi sợ đấy, chứ không nên là có những thầy bảo tuổi A tuổi B không hợp, không nên lại gần. Bố mẹ người nhà mình có gì mà không hợp, nên là các bạn đừng có tin vào những cái thuyết hợp xung đấy. Việc bốc mộ thì chúng ta phải lại gần mà xem người ta bốc xếp vào đủ xương hay không, chứ tất cả ai cũng sợ đứng cách xa vài cây xong thợ làm như thế nào cũng được. Chúng ta tin tưởng vào thợ là điều tốt, nhưng chúng ta phải có giám sát, là phải đứng gần đấy mà xem và mà hiểu. Đấy là điều rất quan trọng. Nên thực ra tôi nói với các bạn cái ý thứ 5 này nhưng nó lại thành ra nhiều ý quá, đúng không? Tức là chúng ta không nên sợ, và khi sợ cái gì thì phải tìm cách để giải đáp, để tham gia một cái quá trình cải táng cho nó hoàn hảo, hoàn thiện. Còn một cái ý nữa thì rất quan trọng là khi chúng ta chuyển mộ từ vị trí A sang vị trí B, như tôi nói đầu clip là chúng ta chỉ chuyển được xương đi thôi, chứ không chuyển chuyển xương, chuyển cốt đi, chứ không chuyển được vong linh. Vì sao? Vì vong linh người ta quen ở đây rồi, người ta đang có, nói như một cách trên dương gian cho các bạn hiểu là người ta đang có hộ khẩu ở đây rồi. Các bạn muốn chuyển khẩu sang đây không phải là các bạn kéo cái ông này từ vị trí này sang vị này, chúng ta chạy sang đây chúng ta ở thế là xong. Nó không đơn giản như thế. Chúng ta phải lên phường, chúng ta khai báo tạm trú tạm vắng để chuyển sang bên này. Thì dưới âm cũng vậy, các bạn với cái khu nghĩa trang mà có thần linh thổ địa, các bạn phải làm lễ ra đây thắp hương xin chuyển vong linh từ điểm này sang điểm này, các bạn phải trình báo. Rồi tại vị trí trước khi mà rửa xương đấy, chỗ chúng ta bốc mộ đấy, chúng ta cũng phải làm một cái lễ để thắp hương để xin đấy. Xin xong rồi thì sang cái vị trí mới chúng ta vẫn phải xin tiếp. Lễ thì nó cũng không cần cầu kỳ đâu, tức là các bạn có hoa tươi, quả tươi, hương, tiền vàng, mã, gạo, muối, nước, nói chung là những cái vấn đề cơ bản. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải xin, có vài văn khấn để xin, xin chuyển từ điểm A sang điểm B, đúng không? Chúng ta không xin, rất nhiều nhà không xin và không quan tâm, nên là khi mà chúng ta chuyển hết xương cốt sang đây rồi, đến lúc tôi đến đo chả thấy vong linh đâu cả, đo máy không thấy vong linh đâu, thì mới biết là do cái thủ tục người ta làm không đúng, thì lúc đấy lại phải làm thủ tục lại. Tất nhiên làm thủ tục lại, xin lại và làm cái lễ chiêu hồn nhập mộ, tức là chiêu cái hồn từ bên này nhập về mộ bên này vẫn làm được. Thì các bạn có thể tham khảo trước những cái clip của tôi trước đây về đo mộ để cho chúng ta dễ hình dung.
Cái lưu ý thứ bảy khi chúng ta bốc mộ giải táng là các bạn không được vứt cái tiền lẻ xuống dưới mộ mới. Cái này rất quan trọng vì liên quan đến cả cái đo đạc khí sau này. Để đo đạc khi chúng ta làm xong cái mộ biết được vong linh về hay không thì có hai cái công cụ là tầm long và anten điện tử trường. Tầm long sẽ đo cho chúng ta biết là có khí âm của vong ở ở đấy hay không. Nếu có thì tầm long nó sẽ quay báo. Cái thứ hai là mộ khí có vượng và ổn định hay không thì chúng ta phải dùng anten điện tử trường chúng ta đo. Các bạn tải phần mềm là Linh Khí Pro về thì nó sẽ có cái cửu cung, tức là chia cái mộ ra làm 9 phần chúng ta đo, và 9 phần khi chúng ta đo trên mộ khí nó phải đảm bảo ổn định. Nó phải ổn định thì mộ khí mới tốt được. Như trong một cái clip trước thì tôi có đo cái mộ của mẹ tôi làm hơn chục năm rồi mà khí vẫn không hề thay đổi. Các bạn phải làm được như vậy thì không chỉ 10 năm, 20 năm hay cả 100 năm thì cái khí vẫn phải đảm bảo nguyên vẹn, không thay đổi, không biến chuyển theo thời gian, nó không bị suy giảm đi hoặc không bị tăng lên. Tăng lên cũng không phải là tốt đâu, các bạn nên nhớ là khí âm ấy khi đo bằng cái phần mềm Linh Khí nó càng thấp nó càng tốt. Nó lý tưởng thì nó càng thấp càng tốt, và một cái yêu cầu nữa là nó phải rất ổn định. Ví dụ là các bạn đo đều là cái chỉ số 400, nó chưa phải độ thấp lý tưởng nhưng mà nó đều nhau thì đấy là đạt yêu cầu. Hoặc là ví dụ đều nhau mà lại toàn 200 thì còn lại quá tuyệt vời, chứ không phải là mộ là tốt đâu. Nhiều ngôi mộ tôi đo đến lên 8-900 có nghĩa là mộ đấy lại có vấn đề. Trường khí dương cao chỉ thích hợp cho người ở thôi, còn nơi mà phù hợp với âm trạch vong hồn thì chỉ số phải thấp. Nhưng quan trọng nhất tôi vẫn nói là chúng ta phải đều. Và nếu mà tôi tìm được cái clip riêng mà tôi đã đo mộ tôi của mẹ tôi thì tôi sẽ cho các bạn tham khảo ở phần sau. Còn thực tế thì trong những cái clip trước thì đã có một cái clip, có hai cái clip tôi về đo mộ mẹ tôi thực tế và có chỉ số nó khá ổn định. Các bạn có thể tìm lại tham khảo trong những cái clip trước. Các bạn nhớ bấm đăng ký theo dõi và hình quả chuông để được cập nhật những thông tin mới nhất. Và trong thời gian tới tôi sẽ làm những cái clip cụ thể để các bạn thấy rõ việc chuyển mộ từ vị trí A sang vị trí B nó quan trọng như thế nào, và những cái công cụ máy móc giúp chúng ta đo đạc nó hiệu quả ra sao. Vì nếu không có công cụ thì chúng ta chỉ biết là chúng ta bốc mộ cải táng sang bên này đấy là xong việc, hoặc là mời thầy cúng ở bên A, mời thầy cúng ở bên B đấy là chúng ta xong xong cái việc của chúng ta. Nhưng mà thực tế vong có được sang cái ngôi nhà mới, sang vị trí mới hay không, đấy là một cái vấn đề mà chỉ có máy móc đo đạc mới có thể trả lời giúp chúng ta được.